Chào bạn đã đến với kênh thì đây là phần số 2 của phần số Zero, cái phần gọi là phần boss boss cười ghê boss một bay về phía này bắn đi bắn lại với cái mấy phần này thấy nó cũng nhàn. Thì phần Super Zero thì phần mấy ghề đẹp trai, máu trai, kinh bắn gà. Nếu bạn nào chơi phần Super Zero thì cái phần Super Zero thì bạn phải mở bằng chìa khóa. Thì bao nhiêu chìa khóa thì mở phần được phần Super Zero đó. Thì bạn phần Super Zero thì bạn phải mở khóa. Thì coi cho con cái nào các bạn nào tải về thì bạn chơi phần Super Zero được. Ở những cái màn rất kích thì mình chơi cái phần này thì nó dở rồi. Mình lấy mình đi đầu cái con này bay đi thì mình giết cái con nó luôn, còn phần này thì nó ghê đẹp trai lắm, bắn mấy chục phát thì nó chết được một con. Nó còn giống như phần rocket thì phần số hồi xe rồi thì là cái điểm chạy như thang dây như phút như dây á, chạy nhanh kia điểm tăng. Thì cái phần này mình chơi cái điểm tầm 192 thôi, không có nhiều. Nếu nhiều thì ngon rồi, cái phần này chỉ có tầm cái mấy điểm thôi. Còn mà rocket thì điểm cao nhất là 25 điểm là cao, 25.000 điểm là cao. Còn phần này tới 100.000 điểm. Thì ngược lại thì những ghề này mình chai máu hơn. Bạn thấy ghề này chai lắm đó nè. Chơi mình sẽ phải chơi bom nè, bom này thì nó lợi nè, những que trứng nào hay là phân của nó thì nó ỉa ra thì nó sẽ bị mất hết, bắn một quả bom thì mất hết. Chắc phải sợ bom rồi, sợ lấy bom nên sợ bắn nó thì sợ bom rồi. Bom nè, họ sợ bom rồi. Cái bắn xài tự giết được nè, tự giết những gì mình tự giết được thì mình giết, những cái nào mình giết không được thì sẽ bơm. Rồi ra được một cái thùng gọi là cái hay là thùng vệ tinh này, vệ tinh đó thì mới lần đầu vô thì mình chỉ có hai vệ tinh thôi, nhưng sau đó thì mình mở bằng chìa khóa thì mình mở thêm 4 vệ tinh nữa, tổng cộng là tất cả lại vàng nó tới full là 6 vệ tinh. Thì tí nữa các bạn sẽ thấy mình sẽ mang tất cả 6 vệ tinh trên một cái tà hình mình nè, đẹp lắm. 6 vệ tinh thì nó đẹp mơ hồ. Thì nhiều bạn nói mình hai cái trò chơi này mình hát thì phải là mình hát bằng thì cái đó là mình nói là mình hát được, mình hát bằng cái chìa khóa thì mình nhặt được cái chìa khóa, thì mình nhặt đủ cái chìa khóa đó thì mình mở được những phần đặc biệt. Thì nói chung là không phải là gọi là hát mà là nhặt được những chìa khóa, chìa khóa nhặt ra được bao nhiêu chìa khóa đó thì mở được những phần đặc biệt này. Thì tất cả những cái này thì mình đã mở được hết rồi, bao nhiêu chìa khóa là mình mở được hết rồi, rồi là full key là như vậy đó. Những cái màn đặc biệt mình mở được hết, tất cả mình mở được hết rồi thì giờ mình nhặt chìa khóa là chủ yếu là đủ điều mình kiếm điểm thôi. Vì mà chìa khóa nó điểm nó tăng nhiều lắm. Dân tư bàn giết la 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 đời nữ tư ai thẹn nhớ. Bằng bắt bốc con là bắt này, bắp ngô mà tặng sơ phần này là cái bắp ngô này ta, rồi là tiêu diệt được cái tàu nó này, tàu nó chứa lương thực, nó dắt lương thực nó bay ngồi không gian đó. Mà không gian thì đụng vô cái bắp ngô nó cũng chết luôn. Cái phần này mình không bắn thì nó không nổ thôi, mình bắn thì nó nổ nhanh hơn. Oh,
thôi. Đời nắng đời mưa nơi con ngồi. Một quẻ nè, bay một quẻ. Ồ, sao bơm rồi, chắc xong thì bơm cho chắc rồi. Chập lên bay lửa đích này, lửa đích bay lửa đích này, lây lây đẹp mong mong không bảo mình nghĩ con lấy về để chơi quá chứ hoàng bồn luôn, hoàng bồn biết mình nghĩ như thế nào, mình nghĩ như thế nào. Đời nắng đời mưa nào ai con ngờ. Tâm tư anh hay lừa dối. Ly nè bơm. Anh hoàng bơm tùm lum tà le từ lưu tới lửa rớt. Quang bơm theo mày. Nhớ mãi khi xưa anh đâu có ngờ. Đời nắng đời mưa nào anh có buồn. Quang bơm. Quang bơm, này là quang bơm nè. Rồi 84%, 84%. Tiêu diệt đủ 84% này. Còn lại là tổng cộng một mấy phần trăm nữa. Rồi, rồi. Báo một phát là chết. Ây sinh nè rồi. Bốt này tiêu diệt chưa mọi người. Rồi, gặp bạn trong video làm sao. Cái như vậy thôi. Những video là sau mình sẽ nói như thế này nè.